sử dụng của em sử dụng hay là vợ sĩ quản lý. Anh nói câu này thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người comment là thằng nó xạo quá. Dạ. Nhưng mà anh thực sự anh thích vợ cầm tiền, có thể anh mới giữ được. Nhưng mà quan trọng là anh đưa cho bao nhiêu thì lúc đấy sẽ minh bạch. Ví dụ như là có thể chia theo nguyên tắc 80-20 chẳng hạn. Ví dụ anh kiếm được một tháng 100 thì anh để lại 80 cho vợ giữ, bởi vì ra vợ giữ lúc nào mình cần mình xin vẫn được mà. Còn khi là hai bên đã tôn trọng nhau thì đến lúc mà anh muốn bảo vợ ơi đưa cho anh mua này cái kia thì anh nghĩ là hoàn toàn ok. Em có nghĩ tới vấn đề là lo cho bố mẹ vợ hay là lo cho bố mẹ chồng, có nghĩa là chu cấp tài chính cho hai bên không? Anh thì anh không quan điểm cái từ chu cấp, cái đấy là trách nhiệm của con cái thì nó thể hiện sự báo hiếu hoặc là một cái sự gì đó quan tâm chia sẻ lúc mà có thể là bố mẹ ốm đau, cái đấy không ai mong muốn, hoặc là ngày lễ. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình trước cho nhà gái nghe luôn nha. Xin phép được gửi lời chào MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào tất cả các khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và đặc biệt là một lời chào rất là nồng ấm sang phía nhà gái ạ. Thắng tên đầy đủ là Chu Hoàng Thắng, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vào Sài Gòn tính đến giờ là khoảng 2 năm 4 tháng rồi ạ. Thắng làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Hiện giờ thì Thắng đang làm trong một công ty fintech với vị trí là Partnership Director. Công việc chủ yếu của Thắng sẽ là kết nối với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các giải pháp thanh toán cả online và offline. Các đối tác sẽ là các ngân hàng và các đối tác quốc tế. Trước kia cũng có may mắn là có một thời gian học ở Anh, tiếng Anh đủ dùng để có thể tương tác được với các khách hàng và cũng như là các đối tác nước ngoài. Mời nhà gái. Đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Em cũng xin chào anh Thắng ạ. Em là Đoàn Thị Mỹ Lai, em sinh năm 90, quê em là quê gốc là ở Quảng Nam và hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang phụ trách về lĩnh vực hành chính nhân sự của một công ty về logistics. Cái tên của em nó đặc biệt quá ha. Dạ. Ba em thì rất là thích con gái gốc tên Mỹ. Mỹ là trong chân thì Mỹ á chị. Trên em là có chị Mỹ Liên, em là Mỹ Lai. Thắng cho bên Mỹ Lai biết về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi Thắng. Điểm mạnh thì hoạt ngôn này, các cái chương trình mà ví dụ như là Yen Party này hoặc là sinh nhật công ty, em cũng hay là người đứng trên sân khấu để nói. Cũng lên sân khấu nhiều rồi nhưng mà ngồi trong kia đợi lúc mà nghe giọng anh em khá hồi hộp đấy. Bởi vì là trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như hôm nay thì nó cũng khác rất nhiều những cái buổi. Nói thật là em chưa đứng kiểu này bao giờ. Em nghe giọng live thì em cũng đoán là bạn ấy cũng là một người rất là giỏi tương tác rồi. Nói chung hai bạn là sếp hết rồi đó. Rồi mình có những cái khuyết điểm gì có thể kể ra không Thắng? Em có một điểm xấu mà em nghĩ là rất nhiều phụ nữ không thích là hút thuốc ạ. Em cũng có hút nhưng mà không phải quá nhiều. Đối tác của mình là một phụ nữ á, mình nói chuyện với họ cái mình cầm cái thuốc mình phì phèo này kia thì nguyên tắc tối thiểu của em là em không bao giờ hút thuốc trước mặt phụ nữ. À đấy. Không đến nỗi là quá nghiện đâu ạ. Bỏ được ạ trong trường hợp cưới vợ ạ. Bạn có một cái nguyên tắc là bạn không hút thuốc trước mặt phụ nữ là tốt rồi. Trước khi em hút thuốc ấy thì em mà gặp những cái người mà họ hút thuốc ấy, cái hơi thở ra rất là khó chịu. Thực ra em cũng đã tìm nhiều cách để em bỏ. Nhưng bỏ thời gian xong rồi lại hút. Đâm ra là rất cần một cái động lực thực sự lớn để có thể bỏ hoàn toàn. Điểm yếu thứ hai của em, đôi khi trong một số hoàn cảnh thì nói hơi nhiều, mình cần tiết chế lại. Tức là mình cũng hơi bị emotional quá, sống cảm xúc quá. Khi mà mình thích cái gì hoặc là mình tâm huyết cái gì thì mình hay thao thao bất tuyệt về nó. Quan trọng mình kiểm soát được thôi. Dạ. Lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm của em thì là một người rất là dễ hòa đồng. Em cũng là người miền Trung nhưng mà em có học đại học ngoài Hà Nội, cũng công tác ngoài Hà Nội một thời gian. Sau đó thì mới chuyển vào Nam cho nên là một người rất là dễ thích nghi. Em có thể chơi được với trẻ con và sống chung được với là người lớn tuổi. Nhược điểm thì đồng nghiệp hay trêu em là bé Lai nó tỉnh quá, lúc nào cũng tỉnh cho nên mới ế. Tỉnh ở đây là do là em hoàn toàn không có khả năng uống đủ uống có cồn. Còn về cái cá tính của em thì là một cái người cũng khá là nguyên tắc. Trong công việc thì em là người quyết đoán và có trách nhiệm. Công việc em quyết đoán nhưng trong tình yêu em có quyết đoán không vậy Lai? Trong tình yêu ạ, trong tình yêu thì quan trọng là cái cảm xúc và thứ hai nữa là anh Nam phải biết quản trị được mình là được anh ạ. Anh Nam quản trị cũng tốt là anh cũng quản lý mà không? Thắng nè, đường tình duyên của Thắng sao? Khá lận đận ạ. Cũng trải qua hai lần mối tình. Đầu tiên là một cô gái hơn tuổi, hơn em một tuổi, yêu trong 4 năm rưỡi. Đến năm 2008 thì bạn ấy đi du học. Trước đấy một thời gian bạn ấy có nhắn em một câu là anh đi cùng em nhé. Thì lúc ấy tiếng Anh chữ vẻ đâu em không biết. Thì em bảo là anh sẽ cố gắng học trong một năm, xong rồi một năm nữa anh sẽ sang. Thì em giữ đúng được lời hứa thế. Nhưng mà bạn ấy đi học trong nửa năm thì có người thứ ba xen vào. Mối tình thứ hai là một trưởng phòng nhân sự của ngân hàng. Và bạn ấy là người tuyển em vào. Cũng hết thử việc thì em cũng tương tác. Em hỏi chính thức thì cần thủ tục gì như thế nào. Thì bạn ấy cũng hướng dẫn em hết rất đầy đủ. Thì cho đến một ngày đầu tháng 1 năm 2015 em có cảm ơn thì em mời một buổi đi ăn, chia sẻ câu chuyện xong hợp nhau quá nào trước Tết cái nhận lời yêu nhau. Và đến bây giờ có việc gia đình gì của hai bên, bố mẹ hai bên vẫn
tương tác với nhau. Mặc dù em với bạn thì không gặp nhau hơn 3 năm rồi. Mối tình này kéo dài trong 5 năm ạ. 5 năm. Đã. Là kết thúc lâu chưa? Tháng 10 2019 ạ. Nhà gái thấy tình trường bên kia cũng sâu đậm mà nha. Dạ. Đúng không? Em vừa nghe thì em thấy là cũng khá là nhiều và dày đó. Đó. Còn em thì sao? Em thì cũng 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc cấp 3. Là mối tình đơn phương thôi. Bạn ngồi cùng bàn cấp 3 đó và bạn học rất là giỏi. Em thì em rất là thích những con trai giỏi. Khi mà đi học đại học á chị thì cũng không có tương tác nhiều vì bạn cũng có bạn gái và em có quan điểm của em là rất là rõ ràng. Dù thân đến bao nhiêu nhưng mà khi mà đối phương có bạn gái rồi thì em sẽ clear, có nghĩa là rồi. Không có liên hệ với rất là mình dạ. Cũng không cà rút nữa. Dạ đúng ạ, cũng rất là đáng tiếc. Sau đó thì bạn có tai nạn và mất. Ồ. Trước khi mất thì bạn có gọi điện cho em. Nhưng mà lúc đó em sinh viên, em khá là năng động chị. Em cũng đi làm rồi đi học đó. Thì em có nghĩ là lúc nào mình có thời gian rồi mình gọi lại cho bạn sau. Đó cũng là một cái điều tiếc nuối của em. Mối tình thứ hai của em là năm 2019. Gia đình anh ấy cũng thích em. Nhưng mà vấn đề là em không thích bạn trai mình có em gái mưa. Vì em nghĩ là nam và nữ bạn bè thì tất nhiên là có, nhưng mà phải giữ khoảng cách giữa hai người xa lạ với nhau, không có quan hệ huyết thống mà gọi là quá thân như chị em hoặc là anh em rồi em gái mưa thì em không có thích cái điều đó. Chính xác. Dạ. Chị cũng không thích mưa nắng nắng cho cảm hay gì, cho nên là em chia tay. Dạ đúng ạ. Em chủ động chia tay. Em chủ động chị. Em cũng nói rất là rõ ràng, cứ như người ta thích mình thật sự, trân trọng mình thì người ta phải biết là cái mối quan hệ nào còn là ưu tiên. Em gái có ghen không em gái? Em thì không ghen nhiều ra. Có cái gì em không thích thì em sẽ nói để cả hai cùng trao đổi để bàn bạc. Còn nếu như mà không có cái thiện chí mà cái sự thái độ tích cực ấy, thì em nghĩ là bản thân em tự tin vào bản thân mình, nhưng mà em không tự tin vào thay đổi người khác. Cho nên là nếu như mà không đồng quan điểm nữa thì em sẽ chọn cái phương án là em thay đổi mình, là có nghĩa em sẽ chọn một cái môi trường nó tốt hơn. Tại sao anh hỏi như vậy? Bởi vì bạn trai bên đây rất là lanh lợi nè, cũng cao ráo ha, cũng làm lãnh đạo sếp thì chắc cũng nhiều cô gái cũng để ý theo đuổi lắm á nha. Mình nói chút xíu về gọi là tương lai, yêu cầu đó. Tiêu chí người yêu của mình đi Thắng. Từ nãy giờ nhà trai nói trước hơi nhiều, cái này nhường nhà gái nói trước đúng không? Rồi, đồng ý luôn. Dạ. Yeah. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Nếu về cá tính thì em thích một người con trai có nguyên tắc. Nhưng mà người có nguyên tắc ở đây là gì? Là biết cái nào giới hạn và không. Ví dụ như em nói là ra ngoài rất nhiều cô gái xinh, đúng không ạ? Như em ngồi gần chị Lan, em cũng thấy chị Lan rất là đẹp. Em gái em cũng rất là xinh, đi ra ngoài rất là nhiều cái sự thu hút, vì ai cũng thích cái đẹp hết. Nhưng mà thích là một việc, nhưng mà để bản thân mình cuốn vào những cái mối quan hệ mà trong khi đó mình đã xác định với một cô gái khác thì nó là một cái người không có nguyên tắc. Cái thứ hai nữa là em không thích con trai quá chi li. Và cái thứ ba nữa là em thích con trai chơi thể thao. Vì bản thân em cũng chơi thể thao nên với những người chơi thể thao em thấy họ có một cái lối sống rất là tích cực. Ít ra là về vấn đề sức khỏe rồi đó. Có điều gì ở con trai mà em không thích nữa không? Em không thích con trai để móng tay dài. Rồi còn gì nữa không? Dạ, chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra hả? Rồi từ từ nghĩ nha. Chút gặp nhau rồi nói luôn. Những cái mà bạn gái không thích đó, nó có dính vô mình cái nào không? Trong... Nghe bàn tay, đếm ngón tay coi. Ngon lành em ơi, sạch sẽ. Trong những cái mà Lai vừa chia sẻ thì anh thích nhất một cái điểm thứ ba, con trai chơi thể thao. Bởi vì anh chơi rất nhiều môn và anh cũng rất thích bạn gái có chung đam mê đó. Anh đánh tennis rất là đều, một tuần khoảng 3-4 buổi. Đá banh một tuần cũng 2 trận, cậy thì tùy hứng. Cần người đồng hành để là nhiều khi hơi lười một tí ấy, thì dậy chạy mình thì buồn lắm. Cũng có muốn có người chạy cùng. Một tuần mình chơi tennis hết 3-4 buổi nè. Rồi mình đá banh hết 2 trận nè, là 6 buổi rồi. Rồi buổi nào mình đi chơi với người yêu? Cái gì quan trọng từng thời điểm thì mình sẽ ưu tiên chị. Ở thời điểm này thì em một mình mà. Em dành thời gian để em rèn luyện bản thân. Thể thao là đem lại một cái sự thoải mái, rất là relax. Hợp lý. Lành lắm, bạn có thể phân bổ tất cả mọi thứ được nhanh, rất là nhanh luôn, không có lo. Dạ, em chờ anh. Chờ em gái rất là dễ thương nha. Khoảng bao lâu thì em lấy chồng được nè? Cái này nó phụ thuộc vào cái vấn đề là nhà trai xây cho em cảm xúc yêu đương và tin tưởng bao nhiêu anh. Có cảm xúc và thứ hai nữa là lập gia đình, nó là phải có kế hoạch. Em thì em có kế hoạch vào năm ngoái thì nó là thời điểm tốt. Lập gia đình phải có kế hoạch. Bạn trai đã có kế hoạch gì lập gia đình chưa? Nếu mà bây giờ bảo là ở ngay tại sân khấu mà đưa ra một cái plan chi tiết ấy thì mới là nói xạo ạ. Cô đây có nói là phải có chuẩn bị đàng hoàng, chuẩn phải bị có hết kế hoạch ạ. Đàng hoàng. Dạ. Mình đã có kế hoạch chưa? Có kế hoạch em sẽ chia sẻ với Mỹ Lai trong tương lai gần ạ. Bây giờ thí dụ như kế hoạch bây giờ mình lấy nhau về, mình ở đâu nè? Toàn bộ gia đình, họ hàng, bạn bè em ở Hà Nội hết. Ừ. Và hiện giờ thì em ở Sài Gòn một mình. Em thuê nhà ở Thảo Điền ạ. Đó. Thì em rất muốn gắn bó cuộc sống của em tại Sài Gòn. Đó. Lai quan tâm là hỏi là anh có nhà Sài Gòn chưa chẳng hạn, thì em nói là bây giờ chưa có, nhưng mà tương lai sẽ có. Có xe chưa thì có. Em đang đi xe rồi, nhưng mà xe máy.
ô tô tương lai sẽ có. Cái điều đó quan trọng, quan trọng chúng ta có kế hoạch để mua xe, mua nhà. Dạ, dạ, em nói vui thế ạ. Dạ. Ừ. Rồi, ok. Rồi, thế thì mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Like có một điểm em chưa được nhìn, nhưng mà em cực kỳ thích, đó là năm sinh. Ý là có những cái còn quan trọng hơn cả ngoại hình. Em rất thích con gái tuổi 90. Câu nói đầu tiên like chia sẻ và like tắt lên là em đã có ấn tượng rồi ạ. Ok. Em đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với bác với lại em gái của em. Có bác luôn. Rồi, bác cho xin ý kiến nha. Xin chào hai MC. Bác cảm nhận là cháu gái bác yêu cho bạn trai có một cơ hội để tìm hiểu nhau. Ý bác như vậy. Bác thấy nhà trai sao? Trai đó, nhà trai sao? Hả? Bác thấy bạn trai là rất hợp với bạn gái. À, rất hợp ha. Cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn bác nhiều ạ. Nhà trai mình đi với ai? Em đi một mình. À, đi một mình, tại ở đây có một mình. Dạ. Rồi, thôi bây có giờ. Có ông Mai cũng lo. Mở rào hai bạn cứ nói chuyện đi nha. Bởi vì đủ tư duy, đủ trình độ, đủ quyết định để các bạn có thể đưa ra. Mở rào. Em chào anh. Tôi quay sang mũi nha. Em nhìn xong em đứng hình như không nói được gì. Anh rất có ấn tượng về em. Dạ, cảm ơn anh. Anh quan niệm như thế nào về vấn đề tình bạn rồi gia đình trong cuộc sống ạ? Anh nghĩ cái quan trọng nhất của bất cứ một mối quan hệ nào, cả tình bạn, cuộc sống, công việc, đồng nghiệp, thì sự chân thật là cái quan trọng nhất. Yeah. Hiện tại thì công việc của anh có phải đi di chuyển nhiều không ạ? Đi công tác hoặc là đi vùng này, vùng kia, tỉnh này, tỉnh kia? Chủ yếu anh ở Sài Gòn, thỉnh thoảng anh ra công tác Hà Nội. Em thì chắc phải đi lại nhiều hơn ha. Trước kia thì em đi công tác nhiều, nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề ưu tiên của mình là vấn đề cuộc sống cá nhân. Cho nên là em công việc của em là em chọn công việc nhẹ nhàng hơn. Các bạn tính toán chuyện hẹn hò với nhau như thế nào? Em cũng hơi bối rối cho anh. Em cũng hơi bối rối, thành ra là yêu đương đi. Những cái địa điểm nào mà anh sẽ thích đi, hoặc là anh có kế hoạch gì về vấn đề yêu đương? Trước khi anh trả lời câu hỏi đấy thì anh hỏi em một câu trước được. Được anh ạ. Em có thể cho anh số điện thoại không? Nếu như mà có duyên thì chắc chắn là không chỉ là số điện thoại mà nhiều thông tin khác thì em cũng sẽ gửi cho anh rồi. Vì nếu mà không có điện thoại thì mình đâu có liên hệ được đâu, đúng không? Sure. Anh vào Sài Gòn ấy thì nói chung anh cũng thích tụ tập, cũng thích đi ăn, thích những điểm mà nó chill chill một chút để mình có thể ngồi tận hưởng với bạn bè, với đồng nghiệp, với người yêu. Anh thích những cái chỗ mà nó cao cao ấy, hay gọi là rooftop ấy, thì anh hay thích những cái địa điểm như vậy. Dạ. Cuốn sách mà anh thích nhất là cái cuốn gì ạ? Anh nói thật sự là anh rất lười đọc sách. Đấy có thể coi là thêm một điểm yếu đấy. Dạ. Một trong những cuốn sách mà anh đọc và anh đọc hết rất nhanh là một cuốn sách về huấn luyện viên Park Hang-seo. Và anh là một người cực kỳ thích bóng đá. Quan điểm về gia đình đi. Xuân sẻ thì đáng lẽ là anh đã lập gia đình từ 2019 rồi. Vì rất nhiều lý do thì cả hai không đến được với nhau. Anh nghĩ ở thời điểm hiện tại với anh mọi thứ nó khá là ổn định hơn, thì anh rất nghiêm túc trong cái chuyện là tìm một người phụ nữ để có thể lập gia đình và đi tiếp những cái chặng đường mà đáng nhẽ mình phải đi từ cách đây rất lâu rồi. Anh quan niệm như thế nào về phụ nữ phải vào bếp? Chuyện đấy với anh cực kỳ đơn giản, bởi vì anh nấu ăn được mà. Sẽ rất khó có những cái hoàn cảnh đấy là vợ ngồi xem tivi, đọc báo xong rồi chồng nấu cơm thì nó sẽ rất là buồn cười. Nhưng mà anh vẫn thích nhất là hai vợ chồng có thể cùng nhau nấu một bữa ăn. Dạ. Anh quan niệm như thế nào về vấn đề tài chính chung của hai người? Của anh sử dụng, của em sử dụng, hay là vợ sĩ quản lý? Anh nói câu này thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người comment là thằng nó xạo quá. Dạ. Nhưng mà anh thực sự anh thích vợ cầm tiền, có thế anh mới giữ được. Nhưng mà quan trọng là anh đưa ra bao nhiêu thì lúc đấy sẽ minh bạch. Ví dụ như là có thể chia theo nguyên tắc 80-20 chẳng hạn. Ví dụ anh kiếm được một tháng 100 thì anh để lại 80 cho vợ giữ. Bởi vì thực ra vợ giữ lúc nào mình cần mình xin vẫn được mà. Còn khi hai bên đã tôn trọng nhau thì đến lúc mà anh muốn bảo vợ ơi đưa cho anh mua cái này cái kia thì anh nghĩ là hoàn toàn ok. Anh có nghĩ tới vấn đề là lo cho bố mẹ vợ hoặc là lo cho bố mẹ chồng, có nghĩa là chu cấp tài chính cho hai bên không? Anh thì anh không quan điểm cái từ chu cấp. Cái đấy là trách nhiệm của con cái, thì nó thể hiện sự báo hiếu hoặc là một cái sự gì đó quan tâm chia sẻ. Lúc mà dụ có thể là bố mẹ ốm đau, cái đấy không ai mong muốn. Hoặc là ngày lễ Tết sinh nhật thì anh nghĩ là những cái đó là những cái rất bình thường thôi. Anh không quan điểm là chu cấp. Anh Thắng là con thứ mấy trong gia đình? Anh có một chị gái hơn anh 7 tuổi. Bây giờ Thắng bước tới nắm tay bạn gái, cảm nhận của em người phụ nữ đối diện với em như thế nào? Tại đó. Mời Thắng. Mình đừng có bắt tay. Em không bắt tay bạn. Cảm ơn em đã chia sẻ và hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà anh nghĩ là bất cứ một người phụ nữ nào cũng quan tâm. Sau buổi hôm nay thì cho phép anh được tiếp cận và làm quen với em. Dạ. Em giận lạ là em đang là em nhận lời hay sao? Đầu tiên là em cũng rất là ấn tượng về anh. Cái sự tự tin của anh cũng như là cái sự gặp mặt ở đây là duyên rồi. Tương lai thì cứ để tương lai trả lời đi, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân em là người sống có kế hoạch, em cũng hy vọng là người bạn tìm hiểu của mình sẽ có một cái kế hoạch thôi.
cái cảm xúc như thế nào thì lát nữa là mình cứ thể hiện trên. Sẽ trả lời bằng nút bấm ha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta về vị trí đi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Bây giờ mình nhắm mắt lại kiểm tra xem một nửa mảnh ghép này có phải là của mình hay không. Nếu đúng, nếu thích, nếu rung động, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm đi. Rồi, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình, lắng lòng mình lại, xem phải hay không. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Ngạc nhiên chưa? Bình thường ạ. À, bình thường. Dạ. Ok. Em có thể nói chút lý do. Em rất là vui khi mà quen với anh Thắng. Mặc dù lý trí thấy là anh có rất là nhiều cái ưu điểm đó, nhưng mà cảm xúc thì có thể là mình cần thêm thời gian. Nhưng mà nếu như anh thiện ký, anh có thể tìm hiểu thêm, em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu. Chúng tôi rất là tôn trọng những cái quyết định của các bạn. Tôi nghĩ rằng trên sóng truyền hình cũng có hàng triệu chàng trai bấm nút cho em gái, và hàng triệu cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Yeah. Đây là món quà của chương trình gửi tặng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu. Quá dữ. Mời bạn nam. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân đi, mời em gái giới thiệu trước. Dạ em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng bạn nam bên kia, cùng với toàn thể quý vị khán giả hôm nay. Dạ em tên là Lê Thị Phương Trang, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại quê hương Chợ Gạo, Tiền Giang. Nhưng hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về cái công việc của mình á, thì ngày trước kia thì em học chuyên ngành sư phạm mầm non. Và em đã đi dạy mầm non 3 năm. Nhưng hiện tại thì em đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Trời ơi, làm quá, quá hay. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Quốc Hân. Dạ, em đang làm trong y dược. Hiện nay em 27 tuổi. Em làm trong bộ phận bán hàng, tư vấn thuốc. Ở quận mấy? Dạ, em làm ở Bình Phước. Nhà em ở Đắk Lắk anh. Nếu mà được hẹn hò thì bao lâu mình sẽ xuống thăm bạn gái một lần? Thứ hai, thứ sáu là em đi làm. Còn em sẽ sắp xếp cuối tuần là em sẽ xuống thăm bạn gái. Rồi, thôi vậy cũng được em ha. Trong tuần mình nhắn tin, mình hỏi thăm, mình gọi điện nhau được rồi. Cuối tuần mình gặp đi chơi, gặp hoài chán lắm. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em tự nhận thấy là mình là một người tự lập. Em không thích dựa dẫm vào gia đình. Dễ làm quen, dễ nói chuyện, nhưng mà rất là khó thân. Biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ cùng người khác. Em biết vẽ, biết viết thư pháp, cũng biết chăm sóc trẻ con. Còn khuyết điểm của em là em một người khá là nóng tính, hay quên. Thư pháp mà lại nóng tính. Nóng tính nên mới tập viết thư pháp để mà kìm lại bớt. Nhưng một cái nữa em là người hay quên. Ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm cũng bộn. Rồi bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Trong đội của em thì em hay gây tiếng cười với anh em. Em thì yêu trẻ con. Đi chơi với trong đội mấy chị thích kêu em đi lắm. Tại vì bảo kêu em đi để giữ con chị. Khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu. Giờ hơi cao su một tí. Trời ơi. Dạ. Việc làm tỉ mỉ là em không làm được. Em như kiểu là khéo tay, như kiểu viết chữ đẹp hay là cắm hoa cái gì là em không có khéo tay trong chuyện đó. Vậy là quá tốt rồi anh ơi. Thôi cái đó để phụ nữ được rồi. Đúng rồi. Ông cắm hoa đồng chí. Rồi, tình trường sao? Dạ thì em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình gần nhất ở đây thì mình chia tay gần 1 tháng. Rồi mới có 1 tháng thì kiếm người yêu rồi. Ủa mà chia tay hẳn chưa? Dạ chia tay rồi. Chắc chắn nha. Dạ. Em phải chịu trách nhiệm của mình nha. Dạ. Lo lắng quá hả em? Bây giờ tới tình trường của mình. Em trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời cấp 3. Em với bạn đó hiện tại vẫn là bạn thân. Rồi sau đó thì em có quen một người nữa. Em với anh đó lúc đầu quen thì khá là hợp nhau. Dần dần thì em thấy giữa em và anh có một cái điểm nó không có phù hợp với nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà sau khi chia tay thì em mới phát hiện ra là anh đã có gia đình. Ồ, chia tay mới biết có gia đình. Dạ, em với anh nếu mà nói về biết nhau á, tầm khoảng 3 năm. Quen nhau khoảng 1 năm rưỡi. Quen 1 năm rưỡi mà không biết người ta có gia đình.
Nên vì vậy sau cái mối tình đó thì em giống như là bị một cú sốc vậy đó chị. Và em cảm thấy là em mất niềm tin vào đàn ông rất là nhiều. Thôi thôi vậy thì phải nghiên cứu cái anh này kỹ lại chút xíu mới được. Em nói là em mới chia tay bạn gái một tháng. Em đăng ký bạn muốn hẹn hò bao lâu rồi? Em đăng ký là lúc trước đó, lúc năm 27 chị. À, yeah. Có nghĩa là lúc vẫn đang một mình, đang ghế thì đăng ký. Yeah. Rồi trong cái quá trình mà chờ bạn muốn hẹn hò kêu là có quen cô đó. Yeah. Rồi giờ mới chia tay một tháng. Ý em là như vậy. Tức là em biết chương trình báo em rồi em mới chia tay, hay là em chia tay trước khi chương trình báo? Dạ chia tay là trước khi đó rồi anh. Nếu giả tỷ đang còn quen ở chương trình báo thì lúc đó có đi không? Không, cái đó chắc chắn mình sẽ không đi chứ. À, coi như tạm tin bạn nha. Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm kiếm một người bạn gái như thế nào? Vợ là cũng là công có công dung ngôn hạnh. Bên này có đủ. Yêu trẻ con với lại biết chăm lo gia đình. Rồi. Ngoại hình dễ nhìn là được rồi. Rồi, được. Em có yêu cầu gì nữa không? Chị hỏi luôn. Xét về mặt ngoại hình á thì em mong muốn là bạn cao 1m65 trở lên. Mét mấy? Dạ, em 63 vậy. 63, thôi bớt bớt 2 phân đi được. Rồi, thôi nói chung là dày 2 phân rồi chị ơi. Du di. Dạ. Bạn đó không ốm. Nói chung là tròn tròn người hoặc là được thôi, chứ không em không thích mẫu người ốm. Ở đây vừa người. Dạ, rồi một cái nữa là bạn đó không trắng quá. Em không thích mấy người thư sinh lắm. Đi ngoài thị trường nhiều lắm chị ơi. Cũng được. Cái đó là về mặt ngoại hình thôi. Rồi. Em quan trọng là em quan trọng cái chất bên trong con người đó. Một người mà em muốn quen lâu dài thì em muốn người đó thứ nhất tự lập, sống có trách nhiệm và không dựa dẫm vào gia đình. Ngoài ra thì người đó phải biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Cái này thì phải do sự cảm nhận. Dạ. Một chút xíu nữa em phải tự đo lường cái cảm xúc đó. Dạ. Còn về ngoại thứ, ngoại hình thì chị thấy là tạm ổn rồi đó. Dạ. Giờ để nhà trai đánh giá bên nhà gái mình đi. Ờ, với một cái điều quan trọng nữa là em cần tìm một cái người tại em đạo Công giáo á chị. À, rồi. Nếu đạo không phải dạ, đạo Công giáo thì phải theo đạo. Bên đây có đạo rồi. Rồi thôi khỏi nói. Yên tâm. Trước khi tụi anh cũng đã sàng lọc đúng như cái thư, cái đơn đăng ký tham gia, đừng có lo. Dạ. À, nãy giờ nghe anh này nói như thế em có suy nghĩ điều gì không? Em cảm thấy hoang mang. Em nghĩ là nếu mà các bạn đã chia tay một tháng thì em chắc chắn là không bao giờ quên được đâu. Có thể tình yêu bạn này chưa sâu đậm lắm, cũng mới quen đúng không? Dạ. À, 2 tháng. Mới có quen có mấy tháng à? Chưa gọi là yêu đúng không? Mình chưa tới phải là người yêu đâu, mình chỉ quan tâm hơn nhau cuộc sống rồi. Bạn này nói chưa rõ, thành ra tưởng đâu một mối tình rồi quen nhau mới chia tay 1 tháng đi tìm người yêu. Có thể không được, còn này là chưa quen, chỉ mới rung động nhẹ nhàng thôi ha. Một người đàn ông cần làm điều gì để có thể giữ được người yêu của mình theo em? Nói với em nha, thì thứ nhất là người đó phải biết tôn trọng, quan tâm và chia sẻ. Lúc nào cũng phải dựng lửa cho nhau hết. Khi người đàn ông nóng thì người phụ nữ làm gì? Phải nhu lại. Nhưng mà khi mà thực tế diễn ra thì mình mới biết được. Đúng, nói thật lòng. Chứ không phải nói vậy là lúc đó mình phải nhu đâu. Khi người phụ nữ nóng thì người đàn ông làm gì? Lúc đó em sẽ không nói gì. Lặng lẽ thôi, mình vẫn làm công việc của mình, hoàn thành tốt là một người chồng. Hy vọng là như vậy nha. Đúng rồi, hy vọng là anh Hưng nói được thì sẽ làm được. Nhưng mà lúc đó phụ nữ bực mình lắm. Nói mà ông này không lo làm gì là ổng không à. Ông chơi game chẳng hạn không? Cái gì vậy tôi đang nói là chơi game hoài vậy? Chứ qua làm chuyện khác. Càng nói càng làm càng ức lên nữa. Thường xuyên xảy ra. Khó ha. Lắm cái đó khó. Rồi. Lắm. Tóm lại bây giờ nói qua nói lại chúng ta cảm nhận về cái tính cách của nhau thôi. Còn bây giờ mình sẽ xem ý kiến người thân thế nào rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái hôm nay đi với ai? À, dạ em đi với sếp cùng với hơn 20 đồng nghiệp. À, xin được phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn Hưng. Em rất là quý Phương Trang nên hôm nay em mới có mặt ở đây. Vì em là giám đốc điều hành của bạn đó. Đối với Hưng thì cái điều quan trọng nhất chị cảm nhận ở Hưng đó là sự chân thành đó Trang. Mặc dù bạn đó mới chia tay người yêu cách đây 1 tháng, nhưng mà bạn đó đã mạnh dạn nói ra được điều đó. Đó là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng ở đây là sự trung thực, chân thành. Chị đánh giá cao điều đó. Cái vấn đề thứ hai gặp phải ở đây là đối với Hưng là Hưng ở hơi xa, cũng hơi trở ngại cho em và Hưng. Cho chị hỏi Hưng một câu. Chị giả định như trong quá trình quen biết Trang và em rất thích Trang, chị khẳng định nếu em quen em sẽ rất thích Trang. Dạ. Thì em có dọn xuống thành phố Hồ Chí Minh em ở không? Dạ, em sẽ dọn xuống dưới thành phố mình. Rồi em làm gì ở đây? Dạ, cũng là một cái suy nghĩ lớn đó chị. Phải có xác định là em sẽ có công việc ở đây thì em sẽ chuyển xuống dưới đây. Nếu mà bởi độ tuổi của em đang như thế này thì mình không bị thất nghiệp. Đúng rồi, rất dễ xin việc. Thì cũng đôi lời chia sẻ với Trang thì xét về tổng thể là ngoại hình là hài hòa, xét về tính cách thì chân thành, xét về công việc thì cũng tạm ổn định. Chị nghĩ deal này mình chốt được Trang. Rồi. Đi với ai? Dạ em đi với lại 2 bạn của em. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường.
Em là Trung, bạn thân gần 9 năm. Và cơ bản thì ngày xưa Hưng giúp đám cưới em rất nhiều. Thì bây giờ em cũng muốn để đền đáp lại cái ơn đó. Mình thấy Trang ok mà về cách nói chuyện để làm việc với nhau, hợp với nhau được. Hưng thì dễ thôi. Hưng rất nhiệt tình, không có dối trá, tại vì mà mình với bạn cũng có đạo. Nếu mà Hưng ở Bình Phước thì không được thì vô Sài Gòn. Sài Gòn thì vẫn có mình bên cạnh Hưng. Công việc thì em vẫn hay lôi kéo Hưng về để làm cùng với em để phát triển. Em cũng là một công ty nhỏ. Rồi, quá tốt. Rồi, chúng ta... kéo hàng rào. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng có món quà gửi tặng anh. Dạ, anh có thể đọc được không ạ? Duyên do trời định, nợ do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Thì cái bức tranh này của em á, thì nó còn thiếu một cái chữ trên đây. Không biết là anh Hưng thích chữ gì ạ? Thì em sẽ viết tặng anh tại đây luôn. Chữ anh mà em. Nếu mà trong trường hợp mà em viết á, thì chắc có lẽ là em mượn tạm lưng của anh được không? Dạ mời anh ngồi ghế. Anh Quyền Linh, em nhờ anh Quyền Linh cầm giùm em một màu được không? Rung cái gì mà. Rồi xây ra cho mọi người cùng xem với. Nè em. Hai bạn tâm sự với nhau đi, chúng ta có 2 phút. Lúc nãy em anh có chia sẻ thì em có cảm nhận gì của anh không? Khi mà gặp nhìn thấy được anh Hưng rồi á, em có một cái nhìn thiện cảm về anh hơn. Hơn là lúc mà nãy nghe anh chia sẻ về mối tình của mình. Xét về mặt ngoại hình thì qua chia sẻ của em với ban biên tập á, thì ban biên tập đúng là đã tìm đúng về cái mặt ngoại hình, khí chất bên trong và cái tính cách của mình á, thì có lẽ là nếu mà như có cơ hội á sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Anh hiểu rồi đó. Tình cảm thì mình không thể ép buộc được, cũng giống như kiểu cái mối tình trước. Bỏ mối tình trước qua 2 phút và nói dự định hiện tại tương lai. Thì không biết là anh Hưng cảm nhận như thế nào về em ạ? Anh nghĩ em là người có cá tính. Em là có quan điểm lập trường của em rất là vững. Khi mà mình ra đời rất là nhiều cái cám dỗ cuộc sống. Mà nếu như mà em lập trường vững vậy thì nếu mà anh mà là chồng em thì anh cũng rất là yên tâm. Anh có cảm thấy e ngại về điều đó không? Cái đó là cái khó khăn của mình. Nhưng mà cái khó khăn của mình thì sau này sẽ là cái lợi thế của mình. Sau này anh lấy em làm vợ thì em sẽ tiếp xúc người khác, thì người khác em sẽ có cái rào cản cũng như để ngăn cho người khác có thể đến gần em hơn. Anh lại thích cái đó hơn nữa. Em cầm gấu lên trong áo gấu không? Hả? Em xin phép đọc được không? Được. Chào cô bé. Người mà 10 phút trước đây anh và em còn chưa biết gì về nhau. Nhân duyên và chương trình đã cho cơ hội để ta được gặp nhau. Anh không biết phải nói gì ngoài sự chân thành của anh dành cho em ngay lúc này. Đây là bức thư đầu tiên của anh, và anh hy vọng anh và em sẽ viết tiếp cùng nhau câu chuyện của hai chúng mình. Anh tuy không tuyệt vời như những chàng trai của ngôn tình, nhưng vì yêu em, anh sẽ làm cho em trở nên người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thân ngửi với em, người là ơi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh nói anh không phải là một chàng trai của ngôn tình, nhưng mà khi đọc cái lá thư này, em cảm thấy anh là một chàng trai của ngôn tình. Không biết các bạn ở đây cảm thấy thế nào ạ? Chính xác. Rất đáng tuyệt. Nếu cảm thấy thật sự rung động mới bấm nha. Còn không thì chúng ta để cơ hội đó cho những người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn gái lại không bấm? Hồi nãy đến phút cuối em có bấm nhưng mà không biết sao nó không có hoạt động. Nhưng mà em nghĩ chắc có lẽ đó cũng là cái duyên rồi. Với một điều nữa, tại vì em suy nghĩ rất là kỹ, em đang bị phân vân lắm. Rồi em có bấm rất là chậm sau đó. Nếu bạn hối tiếc chúng tôi sẽ cho bạn bấm lại. Không, em nghĩ là mọi việc đều như vậy rồi. Thôi thì đó là sự quyết định của bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng. Một cặp gói của nệm cao su Đồng Phú gửi tặng các bạn. Đây, quà tặng dành cho hai bạn. Mỗi bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây nữa là một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng cho bạn gái. Con gấu của bạn ấy.
Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch. Nhiều bạn đến vấn đề mà đa nghi là bạn nghi ngờ gì về em. Càm ràm đó đúng không? Dạ dạ. Mà em có làm gì cho người ta nghi ngờ không? Thì do công việc của em á chị. Là hiện tại thì em chủ nhật em cũng bánh đi làm. Dạ. Coi được. Chị hết thì chủ nhật vẫn đi làm luôn á. Em gái. Dạ. Thấy em trai chân thành không? Dạ. Thay thiệt hết trơn con thấy chưa? Dạ. Thấy không? Có mối tình rồi. Bây giờ mình hai mối tình mình cũng có kinh nghiệm tình yêu đúng không? Dạ. Kinh nghiệm nhưng mà rút ra kinh nghiệm này, sang hai mối tình đó mình có khuyết điểm gì, tại sao phải chia tay không? Dạ, em nghĩ là em tin người ta quá. Hả? Em nghĩ là em tin người ta quá. Anh tin người ta quá đúng không? Dạ. Tin quá cũng là một cái bất lợi cho mình. Dạ. Bây giờ nhưng mà trong tình yêu mà không có niềm tin thì cũng rất là khó. Đúng rồi, chính xác luôn. Nên là bây giờ cô gái này yêu lại một lần nữa là rất khó nha. Cái niềm tin ở quá khứ của cô nó đã bị vụn vỡ rồi. Nhưng thì... mà yên tâm, nãy giờ anh thấy chàng trai đây rất là thật tình, có thể tin được. Dạ. Có thể tin được ha. Mình nghe, mình có cảm giác chàng trai đấy như thế nào? Dạ, bạn thật. Thật, dạ. Thật lắm luôn á. Dạ. Đi có một đêm nó khai đêm đúng luôn vậy đó. Thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào nè? Yeah, về em thì do mối tình đầu tiên là lăng nhăng thì em không muốn mối tình tiếp theo của em là bạn lăng nhăng, gia trưởng, vũ khú. Bên đây chắc không có mấy vấn đề rồi. Thấy chàng trai dạ. Hiền lắm, không có lăng nhăng, không có vũ phu, cũng không có gia trưởng luôn á. Dạ. Nhưng mà nhà gái có càm ràm, có nói nhiều không? Dạ không, em ít nói lắm. Ít nói? Dạ. Được á. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ bữa nay em đi với dì ba của em, chị họ và cháu. Dạ, xin chào nhà trai ạ. Mời đại diện nhà trai. Lực lượng nhà trai cũng đông em, quá em cứ, hả? Em cứ ngồi đó cũng được em. Dạ. Cứ ngồi đi. Mình cầm mic lên ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các khán giả đây. Theo thì em thì bạn gái đây cũng dễ thương, xinh. Với lại bây giờ thì cũng sống người ta hay cần cái sức khỏe. Nhưng mà nãy lúc nãy tôi nghe em gái này nói là về em làm bên điều dưỡng, chị thấy được đó chứ. Về là ok hết chứ. Sau này là bắt đầu hai bên sẽ tìm hiểu nhiều ha. Đúng rồi, điều dưỡng người ta kiên dạ. Nhẫn lắm dạ. Chăm sóc chu đáo, thấy không? Rất là tốt luôn á. Em đánh giá điều đó đúng đó. Anh thấy lấy vợ điều dưỡng là vợ yên tâm. Yên tâm, có người chăm. Người chăm sóc luôn. Người ngoài ta còn chăm được, tưởng nó chi người nhà. Đúng rồi. Đúng không? Rồi bây giờ rồi. Mình hỏi nhà gái đi với ai nè. Dạ em đi về đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi chào nhà gái. Chào các anh chị em điều dưỡng. Lần đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Em xin chào nhà trai. Em xin chào quý vị khán giả trong trường quay và trên truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hưng. Em đến từ Hải Dương. Hiện tại em đang công tác tại khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, là đồng nghiệp của bạn Huyền. Hôm nay em đến đây thì có em và tất cả các đồng nghiệp của bạn Huyền. Hôm nay thì đặc thù của cái ngành y ấy thì nó thời gian nó rất là khó khăn, nên là chỉ đi đâu có cần đây thôi. Chứ đúng thì nếu mà gì thì phải đi cả đoàn, có mấy phải xe bạn chỗ. Vâng. Anh thấy sao, nhà trai sao? Em thấy anh ấy cũng dễ thương. Đặc biệt là đúng phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Tiêu chí thì sao? Tiêu chí thì năng động, đẹp trai và cao giáo, dễ thương. Dạ. Trời ơi. Anh hiền nữa đó. Dạ. Được rồi đó. Cô này là chắc ở trong bệnh viện chắc được cưng lắm nè. Dạ, cưng nhất khoa luôn. Trước đi chắc là khoa họp đúng không? Dạ, tại vì cũng gấp gáp quá nên là họp cả đêm qua luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Ở đâu mà tìm ra một cái môi trường làm việc như thế này? Trời ơi. Thương thân, thương ái. Đúng rồi. Lo hạnh phúc cho từng người trong khoa luôn. Dạ. Hay quá, về cho gửi lời cảm ơn trưởng khoa nha. Dạ. Trước khi đi thì ban lãnh đạo khoa thì cũng giao cho em cái trọng trách đúng mà cực kỳ là khó khăn lắm. Làm sao em là được đứng lên là đại diện lập trường đoàn, làm sao để làm mai mối cho bạn Huyền,
để sao ông sếp ông mày làm sao mày làm để cho rước bạn đi dùng tao cái. Dạ. Rồi cho gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo của khoa, trưởng khoa, phó khoa và tất cả các anh em ở trong khoa. Dạ. Ha. Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ được kết nối với nhau. Bây giờ mình tiếp tục nghe hai bạn trao đổi xem có hợp hay không nha. Dạ. Mở rào. Căng thẳng quá vậy. Trời ơi, em có nguyên một khoa đi ủng hộ em mà em căng thẳng quá. Thôi ráng lên. Ráng lên nha trường. Dạ. Anh em khoa này dễ thương lắm á. Dạ. Rồi mời chàng trai. Dạ, em không ít. Em không ít. Em Quyền thấy anh như thế nào? Anh hiền giống em. Dạ. Anh thì ít nói. Dạ. Anh thì cũng nói chung là thích phụ nữ nói. Dạ. Hiền. Dạ. Đó là tiêu chí của anh. Dạ. Nhưng mà về vấn đề cho anh hỏi chút là ví dụ như tụi mình hẹn hò thì về vấn đề địa lý á, thì Huyền cảm thấy như thế nào? Em nghĩ nếu mà có tình cảm thì địa lý cũng là vấn đề. Dạ. Thì công việc em ở đấy, hiện tại em vẫn làm ở đấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình gặp nhau thôi. Dạ. Quan trọng mình có niềm tin. Anh thì công việc của anh á là chủ nhật anh cũng vẫn làm. Dạ. Tuy là nhân viên văn phòng nhưng mà anh dạng như đặc thù á, nên là chủ nhật anh cũng vẫn phải trực. Ví dụ như anh, nhưng mà anh, nếu mà mình hẹn hò thì có thể anh sẽ xin phép được. Dạ. Để mình gặp nhau. Thì nói chung là mình sắp xếp thời gian cho công việc của em, thì Tết cũng phải trực, lễ cũng phải trực. À. Thì ngày ấy mà anh biết rồi, phải trực 24/24. Thì quen nhau thì mình sắp xếp thời gian để gặp thế ạ. Cho anh hỏi thêm là ví dụ như mình có duyên hẹn á, thì sau này em có về quê anh không, hay là anh sẽ lên đây với em? Nhà thì ở Đồng Tháp đúng không anh? Anh ở Đồng Tháp. Đồng Tháp em chưa đi lần nào. Thì sắp tới em sẽ được đi nếu em... Thì nói chung là em cũng muốn đi Đồng Tháp một lần cho biết. Dạ. Mùa này xuống cá linh ngon lắm em ơi. Xuống lắp giò đó. Dạ. Ngay cái phà, có cái phà nó thơ mộng lắm. Ha? Đang có sen, đang mùa sen nữa. Đúng rồi, mùa sen nó tháp 10 đẹp nhất bông sen. Tháp 10 đẹp lắm em ơi. Về tràm chim, về những cái đồng lúa bao la dài bất tận. Cá linh nó nhảy cho nó trắng xóa một bờ sông luôn. Ra ruộng cá rô mè cũng nóng bằng bàn tay vậy nè. Cá lóc con nộng nó bự vậy nè. Rắn con nộng nó dài vậy nè. Về quê anh sẽ giấu mấy con đó hết. Sao giấu tại được? Tại vì hai đứa mình đều sợ rắn nên là anh sẽ không cho con đó xuất hiện. Dạ, con đó xuất hiện thì sao anh? Thì mình chạy. Trời ơi, đây là về Đồng Tháp mùa nước nổi em nha. Tháng 8, tháng 9 này nè. Tháng 10 em về mùa nước nổi đẹp lắm. Hai đứa bơi xuồng lang thang ở một cái nơi mà tao nói sen không đó. Một những cái đồng nước nó mênh mông, nó đẹp lắm em ơi. Không yêu cũng yêu nữa. Nhưng mà thấy rắn này không chừng nó bỏ nó chạy em trước đó. Dạ. Cái đó tính lợi nha. Chứ thấy hơi nguy hiểm cái chỗ rắn đó. Ông Mai mình đang làm mai cho người ta, mình đang kết đôi cho người ta mà ông Mai bàn ra không rồi là mình chết rồi. Nó biết được cái đó. Nhiều khi á là nó thấy rắn là nhiều khi đàn ông chạy trước đàn bà đó. Không mà ta đi. Bán Huyền bây giờ thí dụ như mà thấy con rắn cái ông này cũng chạy trước em rồi sao? Sao? Em chạy. Chắc em cũng chạy quá. Rồi có giận luôn không? Dạ. Bây giờ tôi muốn ông này cũng hứa với người ta nè. Bây giờ hai đứa đi chơi mùa nước nổi với Đồng Tháp đi. Rồi ông phát hiện ra con rắn đi. Ông có bỏ anh ta không chạy không? Em sợ lúc đó là xỉu ngang đâu còn đi đâu để nói. Rồi ai bảo vệ ai? Tôi nghĩ chắc cô điều dưỡng này bảo vệ ông này quá. Thôi sơ cứu. Em nói với anh là rắn là em rất là sợ. Con mắt chứ con điện không sợ mà chỉ con rắn em rất là mà sợ. Cái khu Đồng Tháp là rắn nhiều nó mới ác chứ. Em không ăn thịt rắn được luôn. Dạ. Có ăn thịt rắn được không? Không, em ăn chay. Ăn chay thì bạn này ăn chay hả? Người ta ăn chay luôn. Em ăn chay trường luôn. Dạ không, em ăn chay kỳ thôi. Em đâu phải tự. Ừ. Dạ. Đó, bây giờ khắc phục cái chuyện tập đừng không sợ rắn đi. Không được, cái đó khó tập lắm. Rồi, nhưng mà bây giờ là đi ở dưới Đồng Tháp đi. Đi rồi giữa mênh mông trời đất vậy, ông sợ ma, ông thấy con ma là ông bỏ cũng xỉu ngang luôn. Không, ông thấy con rắn cũng xỉu ngang luôn. Bây giờ mình về mình ráng mình tập làm sao bằng. Đi chứ. Mình thấy hai cái con vật mà mình sợ á, ma với rắn á. Quên, con ma là sao gọi là con vật được ta? Hả? Muốn con gì cũng được. Không, tức là con gì cũng tức được. Là mình thấy hai cái mà mình sợ thì mình cố gắng mình nắm tay bạn gái mình chạy nha. Ừ. Mình tập cái điều đó đi chứ. Chứ chị Lan không có bắt là em phải tập là
đừng có sợ hai cái đó, nhưng mà mình tập là khi mà mình thấy là mình nắm bạn gái mình chạy luôn. Dạ. Rồi mình hãy xỉu. Lúc đó nắm xong là xỉu, hai đứa xỉu luôn. Không, phải tập, cái đó phải tập, không bắt em phải đánh con rắn. Dạ, tại vì dạ, chị biết em không làm được điều đó, nhưng mà lại cố gắng nắm tay bạn gái chạy, nghe không? Mà em quên nói một điều là nhà em là không có đi làm ruộng gì hết. Nói chung là về thì cũng hai đứa đi làm thôi à. Làm gì? Không có cơ hội đi giường đi tuần gì đâu. À, nhà em ở tại thành phố luôn đúng không? Dạ, cũng ở không gọi là thành phố quá, thì giống như ở rìa thôi. À, dạ dạ. Nhà ở nay ở với ai? Dạ hiện tại em ở với dì. Dì không có gia đình thì dì là ở chung với ngoại em xưa giờ. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ cũng gần nhà em luôn. Sao mở ba mẹ mà ở dì? Tại vì em ở với dì sau này là bạn gái về làm vợ em là em sẽ ở chung luôn. Ở chung với dì luôn vậy đó hả? Dạ. Mà dì em rất là dễ, không có khó. Ý là hỏi tại sao không ở với ba mẹ? Tại vì dì có một mình à. À, ba mẹ thì mẹ còn có ba. Mẹ còn có ba với một người em. Nói chung dì như mẹ rồi, không sao. Như là về dễ thương. Có dì ở nhà thôi. Dì làm gì? Dạ dì thì chỉ trong gia đình thôi. Thắp nhang hay là dọn dẹp nhà cửa. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ. Rồi dì có kinh doanh gì không? Dạ lúc trước có kinh doanh. Rồi giờ lấy vợ về ta ở Nghệ An xa xôi. Rồi lấy vợ về muốn về Đồng Tháp rồi về hai chồng làm gì để sống? Dạ thì nói chung là cũng làm xong rồi sau này em cũng có định hướng là kinh doanh. Kinh doanh gì? Em định sau này là mở vật liệu xây dựng. À mở nhà gì đúng không? Dạ. Mặt tiền nó mở được không? Dạ được. Được đúng không? Rõ. Nó phải có hướng như vậy đó. Thấy không? Đâu, chàng trai này rất là rõ ràng, thật thà nè. Đầu tiên là chị đánh giá cao em về chuyện thật thà nè, rất là dễ thương. Cái thứ hai là một người con rõ ràng là có hiếu á. Đúng. Cái thứ ba nữa là định hướng em rất là rõ ràng cho tương lai. Bên nhà gái nè, tôi hỏi nè. Dạ. Ở Đắk Lắk vô đây làm ở bệnh viện đó, mình ở đâu? Nhà em ở trò biết chưa? Ở trò. Dạ. Thấy không? Thí dụ giờ mà lấy chồng đi về Đồng Tháp á, mình tính sao? Thì thương nhau thì em về đó. À. Dạ. Thương nhau thì về đúng không? Dạ. Thật ra miền Tây dễ chịu lắm. Dễ sống lắm. Miền Tây dạ, ngọt ngào lắm, miền Tây yêu thương lắm. Miền Tây về đó thí dụ như có thể xin cho vợ vô một cái bệnh viện nào đó. Đúng rồi. Cũng không có khó đâu. Dạ. Đúng không? Nha. Dạ. Đó, định hướng về là được rồi, mình chỉ nói trước vậy thôi. Dạ. Còn cũng biết đâu lấy vợ về Thủ Đức ở thì sao? Đúng dạ, không? Dạ, dạ. Chưa chắc Khoa ta cho đi nữa. À. Dạ. Khoa mình còn ai ấy gửi đây hết nha. Dạ. Khoa mình còn ai ấy không? Dạ con. Dạ con. Nếu mà chương trình mà thành công ấy thì cho em xin đăng ký thêm. Tại vì Khoa rất là nhiều. Dạ. Dạ, dạ cho hỏi vàng ban cố vấn ở đây là ai ấy ạ? Dạ. Đây ạ. Ba cái em này. Ừ. Lên đây với chị, lên đây với chị. Khoa này để tôi lo. Khoa này để ha. Chứ mấy cô điều dưỡng cưng lắm. Thật ra trách nhiệm lắm, làm vất vả, không có giờ ăn giờ nghỉ luôn á. Áp lực đôi khi á, lâu lâu bị bệnh nhân la hoài, thậm chí bệnh nhân chửi luôn. Dù cái áp lực quá la lợn tiếng bị quay phát lên mạng, ta chửi mấy cô điều dưỡng. Thật ra mấy cô điều dưỡng thấy thương tội lắm, tội lắm. Ai ơi có nằm bệnh viện cũng ráng đừng la mấy cô điều dưỡng tội nghiệp mấy cô. Mấy anh điều dưỡng còn thấy thương nữa. Người nhà mình còn chăm sóc nổi mà mấy cô điều dưỡng người ngoài mà ta chăm sóc từng ly từng tí luôn. Đáng yêu lắm, thấy không? Lấy vợ điều dưỡng là tuyệt vời nhất luôn á. Lấy chồng điều dưỡng còn tuyệt vời hơn nữa. Thành ra tôi đây tôi phải nói tôi tri ân những người làm điều dưỡng đó. Điều dưỡng cực hơn bác sĩ luôn á. Nha. Dạ. Ráng đây cũng hiền, đây cũng hiền. Hai đứa hiền gặp nhau, cố gắng đừng sợ ma, sợ rắn nữa. Dạ. Vậy thôi, thấy không? Dạ. Được đó, bây giờ nè. Dạ. Tấn công em ơi. Đây. Hai người này thấy tôi hiền được, đẻ con hiền dữ lắm luôn á. Dạ, xin phép bắt tay. Nè. Rủ đi đâu chơi đi. Sau chương trình thì anh... đứng đi Đà Lạt, đứng đi Đà Lạt. Anh mời em đi chơi với anh. Đi đâu? Thì mình cũng vòng vòng Sài Gòn thôi. Dạ. Xong rồi mình về Đồng Tháp cuộc chiến. Dạ. Đi để có cơ hội thì em cũng muốn về Đồng Tháp cho biết ạ. Đi mấy ngày, đủ đi mấy ngày. Em muốn đi bao nhiêu ngày cũng được. Dạ. Hồi đó lỡ đi có ngày uổng quá đó. Đủ mấy ngày đi. Dạ thưa, để em xem xét. Còn công việc của Khoa nữa. Rồi, dạ. Em biết. Kỳ này đi có rủ Khoa đi không? Chắc Nguyên có Khoa mấy bạn muốn đi lắm ạ. Thuê xe 30 chỗ. Thôi có ngày không phù thuê xe 30 chỗ hoài. Em đúng. Đây mời em với Khoa về Đồng Tháp nha. Thì cũng sẵn tiền đây, nếu mà mình em đồng ý chọn anh thì anh sẽ rủ mời em cùng với Khoa về Đồng Tháp vài chiến. Để giải gì nói luôn đi. Dạ có gì để thấy ạ. Không, mình phải nói những cái mối gì với miền Tây hấp dẫn chút. Chuột đồng hay là cá lóc thì kia nói chung đồ đồng không ạ. Nhưng mà trừ rắn đạt không có phải nha. Chuột đồng là tốn suối. Sợ rắn mà ăn chuột không ơi.
Nói chung là em có biết hát không? Dạ em hát em không hay. Dạ hát đại đi, hát trước đi em gái. Em run. Thôi bây giờ nếu em run anh hát trước ha. Dạ. Rồi sẵn mặt của trường nè. Em chào tôi run. Ủa nhưng mà mình đứng mình hát luôn hay sao? Ừ đứng nhìn mắt nhìn nhau hát luôn. Là nắm tay luôn. Ừ nắm vậy luôn, trời ơi nắm nó còn buông. Hay muốn nắm chân. Nắm luôn hát luôn. Thôi xin tặng em ca khúc Rồi Tới Luôn ha. Dạ. Rồi tới luôn hả? Dạ. Bài lạ vậy ta? Dạ của Nam. Dạ dạ. Yo. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi cho qua năm sau đám cưới liền tay đó. Ngày mùng 2 có ai đi nhiều em ở đầu. Anh mang chậu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xa to thịt kho rau muống. Thắm thiết sẽ bằng nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau như tơ hồng lại nói thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đó xa thế. Trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau. Em muốn hát thì cũng hay, cho em hát lại mấy câu để tặng gửi lại bạn. Dạ. Em nghe hát bài bu nóng chặt luôn được cái bu. Hát bài đồng từ em. Dạ. Em hát bài của Đức Phúc ạ. Dạ. Nó luôn quay quen hết rồi. Mồ hôi đổ ướt trán rồi. Dạ. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất xanh cả biển trời. Em yêu anh, yêu em. Anh hết rồi. Em yêu anh mà nói anh lên lời luôn đó. Anh Tài thấy sao? Dạ thấy bạn luôn. Không, mình thấy sao á? Dạ, mềm mại. Thấy thích không? Dạ, thích. Còn em thấy làm sao? Bạn cũng đuối ạ. Nhưng mà quan trọng cảm giác của mình đó là sao? Dạ. Dạ. Tại bạn mê mại lắm. Mê mại luôn đúng không? Dạ. Con tim mình có rung động gì không? Có không? Dạ có. Mấy này đừng có sợ nó. Không có gia trưởng đâu. Về hù cầm con rắn ra bỏ chạy hết. Dạ. Phải mốt đi đâu mà nó về không về nó để con rắn rồi nữa. Nó về liền luôn. Ví dụ vậy nha. Dạ. Không có lo. Người miền Tây thật thà, chất phát, dễ thương. Mà người Nghệ An lại càng đáng yêu hơn nữa. Giọng nói hai miền nó khác nhau nhưng thật ra nó hòa quyện với nhau, nó ngọt ngào lắm. Hai đứa rất là hiền. Dạ. Đó, ha. Dạ. Rồi bây giờ nói câu gì tận đáy lòng của mình, rút ruột rút gan cho bạn gái nghe cái coi. Thả tay xuống đúng không? Nắm tay nói, nắm tay nói. Nắm tay chặt vô nói nào. Đó. Dạ. Thấy lòng mình sao gì đó. Em có muốn nói gì với anh nữa không? Em mới nói với anh. Thôi vậy giờ cho em, tụi em bấm nút rồi xong rồi để tụi em hẹn. Xin mặt tội nghiệp quá ông Mai ơi. Ừ, giờ chắc đi. Đang run và đang nôn lắm á. Rồi thôi mời đi. Hai bạn về chỗ. Hai này nó có một hai mối tình mà chưa bao giờ có kinh nghiệm gì yêu đương luôn á. Đây đưa tay đây. Để tay trái rồi bấm đi em trai. Huyền và Trường hả? Dạ. Hai tên đều giống Huyền hết á. Trường Huyền, Huyền Trường. Thử xem chúng ta có hợp với nhau hay không. Nhắm mắt lại 30 giây lắng động lại để xem người này có phải là người làm chúng ta rung động hay không. Người này có phải là người cùng chung chí hướng. Người này có phải là người mà chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời của mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp hay không. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Bấm nút là phải bấm thật sự bằng trái tim của mình nha các bạn. Nếu không đúng như vậy, không cần bấm, nhường nút bấm nó cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Nè, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau đó. Huyền rất là nghiêm túc nha, Huyền nhắm mắt lại. Chút xíu nó ngủ luôn rồi. Thì kiểu người ta nhắm mắt, người ta nhắm mắt. Rất là nghiêm túc luôn đó. Huyền suy nghĩ rất là kỹ luôn đó. Chính vì thế nên
Anh nghĩ rằng trường phải cố gắng chăm sóc cô gái này, cô ấy tốt đó, chàng trai này cũng tốt đó Huyền. Dạ. Hai đứa cố gắng. Thật ra bây giờ nó không còn khoảng cách đâu, mỗi ngày chúng ta có thể qua mạng xã hội, có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau, chăm sóc mối tình này ha. Dạ. Miền Tây với Đắk Lắk cũng xa xôi lắm đâu ha. Bây giờ tất cả mọi điều nó xích lại gần với nhau rồi, mình về Đồng Tháp chơi một chuyến, xong lên Đắk Lắk chơi một chuyến, xong rồi đem quà tới khoa chuyến là xong thủ tục, được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Hứa với mấy anh chị đây cái gì đi, hứa gì đi. Dạ. Hứa sẽ chăm sóc gì đó, cố gắng hỗ trợ em để gì đó, hứa mấy anh chị khoa người ta hỗ trợ cho. Thành hay bại là cũng do đây đó. Dạ. Những người này thì, đó thì mời anh chị khoa về Đồng Tháp nhậu. Nói đây nè, chứ nói anh chị. Xin phép đại diện của khoa là em sẽ chính thức hẹn hò với Huyền. Dạ. Cảm ơn. Thì em nghĩ hai bạn nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì để cho em hoàn thành cái trách nhiệm với các sếp của nhà. Cái thứ ba thì cho khoa em nếu có cơ hội thì được một chuyến đi về miền Tây chơi. Dạ. Em xin hết. Chẳng những miền Tây mà đi Đắk Lắk một chuyến nữa, để có khoa đi nó đỡ hơn ha. Mình nói chuyện hai bên luôn, được chưa? Rồi. Dạ, cho phép anh Hùng em biết. Cho phép anh Hùng em biết. Trời ơi. Được không Huyền, được không? Được không? Nó không biết không không? Người ta có kinh nghiệm rồi chứ. Chưa, nói vậy chứ nó chưa kinh nghiệm. Không biết có hung gì được, nhưng mạnh dạn chứ thấy hung cũng chưa kinh nghiệm gì chứ. Này rung quá. Rung quá hả? Chúc về làm lại nha. Dạ. Chúc về làm lại nha, xuống dưới làm lại nha. Dạ. Trời ơi. Em nghiền quá. Thiệt khô à.